Hãy cùng mình trải nghiệm Oppo Reno 6 Pro 5G. Các bạn đã đến với Ngọc Trời Studio. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình, hãy để lại một subscribe để chúng ta gặp lại nhau trong nhiều video hơn nữa, đặc biệt là những video đánh giá về con Oppo Reno 6 Pro 5G này, đánh giá chi tiết nhá. Đây là một con máy mà có thể nói là nó làm cho mình có rất nhiều cảm xúc. Bởi vì sao? Nó có chip Snapdragon rất mạnh mẽ này, nó có camera xịn sò này, rồi nó có luôn cả ColorOS V11.3 với rất nhiều những tính năng mới mà sẽ có trên phiên bản ColorOS V12 sắp tới. Cụ thể như nào thì bây giờ hãy cùng mình unbox và chia sẻ về chiếc máy này nhá. Chiếc máy này thì sẽ được bán độc quyền tại Thế Giới Di Động với rất nhiều những phần quà ưu đãi khi đặt trước, như là loa Tekin trị giá 1 triệu này, các bạn có trả góp 0%, và chúng ta cũng sẽ có một chế độ bảo hành rất là ngon. Không để các bạn chờ lâu nữa thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ nó ra. Thật với các bạn là không có cảm giác gì sướng bằng cái cảm giác được rạch siêu các bạn ạ. Chúng ta sẽ lấy ra, ở bên trong đây là chiếc Oppo Reno 6 Pro 5G. Mở ra này, trời ơi, ở đây thì mình đang có là phiên bản xanh băng tuyết nha các bạn. Chúng ta sẽ có bao gồm hai phiên bản, một phiên bản màu xám và phiên bản màu xanh băng tuyết này. Thì nó có gì đặc biệt trên mặt lưng, tí nữa mình sẽ chia sẻ sau. Tất nhiên thì các bạn cũng sẽ có bên dưới là một sợi cáp USB A2C, và đây thì sẽ là củ sạc hỗ trợ công nghệ SuperVox 2.0 với công suất là 65W. Quay trở lại với chiếc Oppo Reno 6 Pro 5G mà mình đang có ở đây. Thực chất ra con này ở bên Trung Quốc thì nó có tên là Oppo Reno 6 Pro Plus 5G, nhưng về Việt Nam thì đã loại bỏ đi chữ Plus để cho tên của nó ngắn đi, và cũng như là hình như cái tên quốc tế của nó là Pro 5G luôn. Thì đây là một chiếc máy mà có thể thấy rằng nó mang được rất nhiều những hơi hướng của cái chiếc Oppo Find X2 năm ngoái ở trên đây. Và rõ ràng Oppo Find X2 của năm ngoái mang lại cho chúng ta một thiết kế quá đẹp. Thế nên khi mà nó được mang cái phong cách của Oppo Find X2 thì nó đẹp đúng không các bạn? Mặt lưng của chiếc máy thì cũng sẽ được làm cong và được ôm rất là tinh tế vào phần khung viền. Và khung viền chúng ta cũng sẽ là khung viền kim loại, bởi vì đây là chiếc máy nằm ở phân khúc tầm giá cận cao cấp, chứ không còn là chiếc máy tầm trung nữa, nên nó cũng sẽ được mang tất cả những thứ gì cao cấp nhất. Mặt lưng kính, rồi khung viền kim loại, và chúng ta cũng sẽ có đây một cái màu sắc mới tên là xanh băng tuyết. Thì khi mà chúng ta nhìn vào mặt lưng này thì các bạn sẽ thấy rằng nó có những cái đốm, nó giống như kiểu là cái vẩy băng mà nó rơi vào ấy, chứ nó không còn giống như cái chiếc Oppo Reno 6 kiểu là nó sẽ là những cái chấm sần mịn nữa. Khi mà vuốt lên thì chúng ta sẽ có cảm giác giống như kiểu là các bạn đang vuốt ở trên một cái bề mặt đá đó. Nếu như các bạn có sờ vào những cái ghế đá hay là kiểu ghế đá làm bóng ấy, chứ không phải ghế Galito nhá, thì các bạn sẽ thấy rằng cái cảm giác ở trên mặt lưng này nó mang lại là giống y hệt. Nó sần sần, nó nhám nhám và nó chống bám vân tay 100% luôn các bạn ạ. Thế nên có thể nói rằng cái chiếc máy này nó mang lại cho mình cảm giác cầm nắm rất đã. Nó thì sẽ dày hơn một chút so với con Oppo Find X3 Pro, nên cầm trên tay nó đầm và nó ôm tay cực kỳ luôn. Quay ra với phần mặt trước thì Oppo Reno 6 Pro 5G nó cũng sẽ mang tới cho chúng ta một cái màn hình với kích thước lớn hơn đôi chút so với hai sản phẩm đàn em của nó là Reno 6 và Reno 6Z. Cụ thể thì chúng ta sẽ có kích thước là 6.55 inch, trục độ phân giải vẫn sẽ là Full HD Plus và tấm nền AMOLED, và chúng ta vẫn sẽ có ở đây là tần số quét 90Hz. Ở trong cái buổi training của cái chiếc máy này thì cũng đã có một vài anh chị hỏi tại sao không trang bị cho nó hẳn 120Hz mà chỉ là 90Hz mà thôi. Thì đại diện của Oppo cũng đã chia sẻ, và cũng có một vài anh em khác có chia sẻ lại, đó là với cái tần số quét 90Hz và 120Hz thì thực ra không nhiều người có thể phân biệt được hai cái tần số quét này, hai cái độ mượt này. Trong khi đó nếu như mà nâng cái tần số quét 120Hz lên cái màn hình của Oppo Reno 6 Pro 5G thì nó sẽ làm cho mức giá của sản phẩm bị đẩy lên, từ đó thì người dùng chúng ta sẽ khó để tiếp cận hơn. Thế nên 90Hz là một cái mức tần số quét nó đủ để cho chúng ta có thể trải nghiệm được những gì mượt mà nhất, và chúng ta cũng sẽ có một mức giá hợp lý hơn. Cùng với đó thì các bạn sẽ thấy rằng là một số những thợ game hiện nay như là Liên Quân này hay là PUBG này thì nó cũng mới chỉ hỗ trợ lên tới là 90fps mà thôi, nên rõ ràng việc trang bị màn hình với tần số quét là 90Hz thì nó cũng là một điều hợp lý, đúng không ạ? Còn lại về góc nhìn, độ sáng, độ tương phản hay là về độ nổi khối của màn hình thì nó cũng sẽ tương tự như trên những chiếc Oppo Reno 6 đã mang lại. Thế nên mình cũng không có điều gì để chê trách ở trên cái sản phẩm này cả. Viên màn hình của em này được làm cong nha các bạn.
Tới với thứ tiếp theo, đó chính là cấu hình và cũng như là phiên bản ColorOS này nó sẽ có những điều gì đặc biệt. Thì đây sẽ là cái thứ chính làm cho chiếc máy này nó rất nổi bật. Bởi vì sao? Nó sẽ có con chip ở đây là Qualcomm Snapdragon 870, các bạn có 12GB và 256GB nhớ trong. Ngoài ra thì các bạn có thể mở rộng thêm bộ nhớ RAM bằng cách đi vào trong phần cài đặt như thế này. Và chúng ta có thể nâng lên tối đa thêm 7GB nữa. Tức là chiếc máy này nó sẽ mang tới cho chúng ta tối đa là 19GB. Trời ơi, nghe bá đạo thật sự các bạn ạ. 12GB dùng đa nhiệm đã khó để mà hết cái bộ nhớ này lắm rồi. Thì bây giờ lên đến 19GB thì thật sự các bạn cứ dùng tẹt bô thoải mái đi, không bao giờ lo bị tràn RAM. Thế nhưng đó chưa phải là những cái gì gọi là bá đạo nhất ở trên chiếc máy này, mà chúng ta sẽ phải kể tới những cái thứ được hỗ trợ ở trên phiên bản ColorOS V11.3 mà chiếc máy này mang lại. Mặc dù nó chưa phải phiên bản ColorOS V12 nha, nhưng ở trên phiên bản này mình đã thấy nó có rất nhiều những tính năng của ColorOS V12 mang lên đây rồi. Ví dụ đầu tiên đó là cái tính năng truy cập nhanh khi mà chúng ta sử dụng cái mỏ khóa vân tay, thì nó sẽ có một số những cái app ngay ở trên vân tay đó để các bạn có thể truy cập vào nhanh cái app đấy này. Hay là chúng ta sẽ có thêm tính năng đó là thu gọn cửa sổ. Thì ví dụ như khi mà chúng ta chơi Liên Quân, chơi PUBG mà trong cái lúc mà chờ trận ấy, chúng ta sẽ quay ra Facebook hay là quay ra YouTube để lướt xem video đúng không ạ? Thì đôi khi là các bạn vào lại thì đã bị trễ trận mất rồi. Thì với cái chiếc máy này á, nó có thể giúp cho các bạn biến tất cả những tựa game này vào một cái cửa sổ. Đó, chúng ta sẽ có ở đây là một cái cửa sổ này. Và các bạn cũng có thể thu nhỏ nó lại hơn nữa bằng cách giữ vào đây và đưa nó nhỏ lại. Các bạn vẫn có thể xem được là trong game đang hoạt động những cái gì. Các bạn vẫn có thể lướt được Facebook ở bên ngoài. Đây là một tính năng mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời các bạn ạ. Tất cả những ứng dụng đều được thu nhỏ thành cửa sổ pop-up. ColorOS V11.3 bá đạo thực sự. Và chúng ta cũng sẽ có thêm những tính năng khác nữa, như là dùng 3 ngón tay để dịch hay là dịch toàn màn hình. Nó có thể giúp cho các bạn dịch từ ngôn ngữ tiếng Việt sang ngôn ngữ tiếng Anh, hay là từ tiếng Anh sang tiếng Việt, hay là rất nhiều những ngôn ngữ khác nhau bằng Google Lens. Thế nên rõ ràng các phiên bản ColorOS trên chiếc máy này nó quá bá đạo, và khi kết hợp với con chip Qualcomm Snapdragon 870 nữa, chả có gì để chê về phần hiệu năng của con máy này cả. Và có một cái điểm nữa làm cho mình cũng khá bất ngờ, đó là mình trước đây cũng đã trải nghiệm khá những chiếc máy kiểu flagship mới ra mắt hay là máy tầm trung mới ra mắt, thì thường những chiếc máy này sẽ không được tối ưu hóa ngay lập tức với những tựa game của Việt Nam, ví dụ như PUBG Việt Nam này hay là kiểu Liên Quân Việt Nam này. Nhưng mà cái chiếc máy này Oppo Reno 6 Pro thì có thể là Oppo đã làm việc rất tốt với nhà sản xuất game, nên khi mà mình vừa nhận chiếc máy này, mình bóc ra mình cài cái tựa game PUBG vào thì chúng ta đã có thể kích hoạt được 90fps trong tựa game PUBG luôn, để mang lại cho các bạn những trải nghiệm hình ảnh là mượt mà nhất. Thế nên rõ ràng về việc tối ưu hóa thì các bạn cũng không có điều gì phải phàn nàn chính chiếc máy này nữa. Bóc ra và sử dụng ngon lành luôn. Ngoài những thứ đó ra thì Oppo cũng sẽ có thêm một số những phần mềm để giúp chúng ta có thể thư giãn, như ở đây thì chúng ta sẽ có Orelax này, thì các bạn có thể là mở những cái tiếng âm nhạc kiểu tiếng ồn trắng ấy để cho các bạn có thể thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ở đây thì mình sẽ có tiếng biển này, hay ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có thêm tiếng gió, tiếng này tiếng kia, nói chung là rất nhiều, như là lắng nghe, thư giãn, khám phá thì các bạn sẽ tùy theo tâm trạng để mở lên nhá. Thêm nữa thì chúng ta sẽ có thêm một ứng dụng có tên là My Oppo, thì nó sẽ hoạt động theo phương thức là các bạn sẽ tham gia và các bạn tích lũy điểm, và sau đó thì chúng ta sẽ đổi lấy phần thưởng, và trong này thì sẽ có rất nhiều mục đang chờ các bạn khám phá. Tiếp tới thì sẽ là cụm camera của chiếc máy này. Khi nghe thông tin xong có lẽ các bạn cũng sẽ rất bất ngờ. Camera chính của chúng ta sẽ có độ phân giải là 50MP, camera tele 13MP, camera ultra wide 16MP và camera macro 2MP. Cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ có cụm đèn flash LED kép ở đây, và cái cảm biến đo nhiệt độ màu môi trường để nó sẽ tối ưu hóa lại cái cân bằng trắng một cách tốt nhất trên bức ảnh của chúng ta. Nghe tới camera chính chỉ có 50MP thì các bạn sẽ thắc mắc là bất ngờ chỗ nào đúng không ạ? Bởi vì là cái camera chính này thì nó sẽ được sử dụng chính cái cảm biến đang được sử dụng trên chiếc Oppo Find X3 Pro. Nên các bạn yên tâm đi, khi mà các bạn sử dụng camera chính ở trên chiếc máy này để chụp thì chẳng có điều gì để chê cả. Các bạn nhìn này, trời ơi, bức ảnh màu sắc chi tiết lên rất ngon. Và khi chúng ta chụp ảnh cho được cái thiếu sáng ấy thì nó cũng sẽ ổn hơn rất nhiều. Thêm nữa thì trên chiếc máy này chúng ta cũng đã được mang lên đây cái tính năng quay video bokeh flare để cho các bạn khi mà quay video sẽ có những thước phim nó thú vị nhất, nó ấn tượng nhất. Đây là tính năng bokeh flare được quay bằng camera selfie của Oppo Reno 6 Pro 5G. Ngoài ra nếu như muốn có chất lượng cao hơn, chúng ta có thể sử dụng camera sau. Nói chung là chất lượng này chứ phông nền đằng sau được tách rồi, có những cái đống lung linh. Xong rồi đây, đoạn này thì đang thu âm bằng chính mic của chiếc Oppo Reno 6 Pro 5G đó các bạn. Xịn chưa ạ? Và đó chưa phải là tất cả, bởi vì nó được sử dụng chung cảm biến chính với Oppo Find X3 Pro nên nó cũng sẽ có OIS và nó sử dụng công nghệ chống rung cực kỳ ngon.
Cùng với đó là chúng ta sẽ có thêm cái tính năng đó là tracking chủ thể khi mà quay video, để khi mà các bạn lấy nét vào chủ thể đó rồi thì cái camera của chúng ta luôn luôn lấy nét vào cái chủ thể đó. Ví dụ như thế này, mình sẽ lấy cái loa Oppo này làm chủ thể đúng không ạ? Và mình sẽ mở camera lên. Khi đó thì mình sẽ bấm 2 lần. Đây, mình sẽ chuyển sang tab video này, mình bấm 2 lần vào cái loa này. Thì khi đó nó sẽ có một cái vòng vàng lên và nó luôn luôn tracking vào cái loa này. Các bạn thấy không ạ? Đưa vào gần này, lấy nét vào cái loa này, rút ra xa này, vẫn lấy nét cái loa. Và khi đó thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm quay video không bao giờ bị ao nét. Đây là những thứ mà thật sự nó làm cho mình ấn tượng. Trước đây cái tính năng này thì mình đã cực kỳ thích ở trên những chiếc Google Pixel 4 và 4XL. Thì bây giờ khi mà chiếc Oppo Reno 6 Pro 5G này nó có, thì rõ ràng đây là một điều rất rất đáng khen ở trên camera của chiếc máy này. Và cụ thể chuyên sâu hơn về camera của nó, trải nghiệm chụp hình của nó như thế nào thì hẹn các bạn trong video đánh giá chi tiết nhá. Chứ đây vẫn sẽ chỉ là những cái video mà mình đánh giá nhanh cũng như là chia sẻ về những tính năng mới ở trên cái sản phẩm này mà thôi. Cuối cùng thì sẽ là pin. Sản phẩm này của chúng ta sẽ có quả pin là 4500 mAh. Với cái thời lượng pin như thế này, dung lượng pin như thế này để gánh cấu hình Qualcomm Snapdragon 870 thì mình nghĩ rằng nó cũng không phải là một cái dung lượng pin quá lớn đâu, không phải dung lượng pin quá ấn tượng đâu. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì theo như mình dự đoán nó vẫn có thể đủ để đáp ứng cho các bạn nhu cầu sử dụng trong vòng một ngày. Nhưng đấy cũng không phải là một cái vấn đề mà các bạn cần phải lo, bởi vì như những video trước mình nói rồi, vấn đề pin ở trên những chiếc máy của Oppo luôn luôn được giải quyết rất là gọn gàng nhờ công nghệ sạc SuperVOOC 2.0. Và cái sản phẩm này thì chúng ta cũng sẽ có sẵn ở trong đây là bộ sạc SuperVOOC để cho các bạn có thể sử dụng sạc đầy cực kỳ nhanh cái chiếc máy này. Ví dụ như là khoảng tầm 15 phút chúng ta đã được khoảng tầm 50% rồi, và sau khoảng tầm hơn 30 phút, gần 40 phút sạc thì nó đã đầy lên tới là 100%. Nên pin thì các bạn cũng không cần phải đắn đo trên Oppo Reno 6 Pro 5G. Và trên đó là video mình trên tay cũng như chia sẻ đến cho các bạn những cái thứ mới mẻ, những cái điều mới mẻ và những cái thứ đặc biệt ở trên Oppo Reno 6 Pro 5G. Và những cái thứ chi tiết về con máy này thì mình hẹn các bạn ở trong video đánh giá chi tiết ở trong thời gian sắp tới, khi mình đã có thời gian đủ để có thể trải nghiệm chiếc máy này. Còn video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy thích đừng quên để một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.